Mới là hôm nay mà con sẽ thấy sẽ có ban nhạc rồi, như là tại vì anh chạy có cái tập công việc nên là có những cái một cái yêu cầu em rất là muốn hát, nhưng mà không có nhạc, cho nên là lần sau thì sẽ hát cho các bạn nghe nhiều hơn theo cầu đúng vị nha. Ví dụ là anh còn nữa em là còn nhiều lần cái này có các cái yêu cầu nhạc xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.